出身卑微，但不卑贱。我天生胆小，但不小小。我不爱读书，但从不认输。我不想学武，但短袖善舞。我虽不专一，但不抛弃。我缺少豪气，但讲义气。我不是英雄，但谁是英雄？我不是天命，但这是天意。千里姻缘一生子，发眉学问一肚子，酒肉朋友一桌子，兄弟姐妹一家亲。姻缘一生子，发眉学问一肚子，兄弟姊妹一个人。我出身卑微，但不卑贱。我天生胆小，但不小小。我不爱读书，但从不认输。我不想学武，但短袖善舞。我虽不专一，但不抛弃。我缺少豪气，但讲义气。我不是英雄，Thanh Lương tự về đây, ngươi nhìn xem, bị Thiếu Thành ra như vậy. Nếu như Phượng Hoàng vẫn chưa rời khỏi, có lẽ đã mất mạng trong biển lửa rồi. Hơn nữa, nếu Phượng Hoàng sáng sớm chưa rời khỏi Kim Cát Tự, ta e rằng cũng chết bởi đại pháo rồi. Hoàng thượng à, lão hoàng gia niệm Phật tích đức, động lòng trời cao, có chúng thần thiên phù hộ, tự ác bên y sẽ vô sự. Tiểu Bảo, lần này ngươi làm rất tốt. Từ đây trở đi, không cần thấy Trẫm nó qua thượng nữa, cùng Trẫm với kinh. Tạ ân điển của hoàng thượng. Nhưng mà sau này ai sẽ bảo vệ lão hoàng gia? Trẫm sẽ bảo đô thống Tiêu Kỳ Doanh trai Nhị Châu đến nhận vị trí của ngươi. Ngoài ra, Trẫm phái 1000 quan binh Tiêu Kỳ Doanh đồng thời xuất giá đến các chùa lớn bảo vệ đại sư. A Di Đà Phật, vậy thì ổn thỏa hơn nhiều rồi. Tiểu Bảo, Trẫm phong ngươi làm đô thống chính hoàng kỳ Tiêu Kỳ Doanh. Tạ ân điển của hoàng thượng, nô tài dù có tan xương nát thịt cũng. Cẩu hoàng đế, hôm nay phục thù cho thiên tử Đại Minh. Cẩu hoàng đế, nạp mạng đi. Hoàng thượng. Mã bộ của ta tổng quản dữ lắm. Cẩu hoàng đế, ta phải giết chết ngươi. Ha 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 ha!
Nghe nói Thiếu Lâm tự có một môn thần công hộ thí, đau thương bất nhập. Thật không ngờ ngươi còn trẻ như vậy mà đã học được rồi sao? Ta còn tưởng ngươi là đàn ông. 我还没想到一个尼姑的力气会这么大。 Hộ thể thần công cũng chỉ có vậy mà thôi. Sớm biết cao tăng ở Thiếu Lâm tự cũng không thắng được ngươi, ta đã bái ngươi làm sư phụ rồi. Ngươi tên gì? Ở Thiếu Lâm tự học võ mấy năm rồi? À, đến hành thích hoàng thượng muốn trả thù cho thiên tử Đại Minh, nhất định là phản thanh phục minh đến cực điểm rồi. Ta là một tên tiểu tử nghèo ở Dương Châu. Cha ta bị binh giết phục hại. Từ nhỏ ta đã bị bắt tiến cung làm thái giám. Ta tên là Tiểu Quế Tử. Tiểu Quế Tử? Nghe nói tên đại gian thần ngao bái trong cung là bị một tên là Tiểu Quế Tử giết chết. Người chính đó, là ta đó. Tên ngao bái đó võ công rất cao, ngươi làm sao giết được hắn chứ? Ê, chuyện này nói ra thì dài dòng lắm, hãy để ta từ từ mà kể lại ha. Lúc đó ta như vậy nè. Ta chỉ một đầu, máu ngao bái dâng lên rất là cao. Trước lúc lâm chung, hai mắt trắng còn to hơn mắt trâu. Lúc đó đã mất mạng rồi. Hoàng thượng phải ta thay ngài ấy xuất gia làm tăng tiêu tai tích phúc. À, ta thấy võ công của Thiếu Lâm tự rất là tầm thường. Dù có là Di Đà trưởng, Ba Nhược trưởng, còn cả Địch Cân Kinh đều học hết rồi. Trước mặt sư thái đây, đó cũng là không thể đụng võ được. Đã là như vậy, sao ngươi lại nhận giặc làm cha, liều mạng bảo vệ tên cẩu hoàng đế đó? Ngươi nịnh hót hắn có lợi gì đây? Ta không phải là nịnh hót hắn. Hoàng đế đó bảo ta là bằng hữu của hắn. Ngài ấy nói sẽ vĩnh bất gia phú, yêu thương bá tánh. Ngài ấy còn nói năm đó khi Đại Thanh nhập quan đã giết chết nhiều bá tánh vô tội, giống như cái gì Dương Châu 10 ngày, Gia Định Tam Đồ, đó đúng là chuyện mà loài súc sinh làm mà. Cho nên ngài ấy mới nói Ngũ Đài Sơn thắp hương bái Phật. À đúng rồi, ngài ấy nói miễn thuế 3 năm đó cho Gia Định và ở Dương Châu luôn. Ngao bái chiếm đất hại dân, hoàng thượng không cho hắn làm vậy, nhưng ngao bái không nghe, hoàng thượng đã lệnh cho giết hắn. Sư thái à, nếu như sư thái giết chết hoàng đế, sau này đại sự triều đình sẽ do thái hậu chấp quản. Ôi, cái lão yêu bà thái hậu này xấu xa đến cực điểm luôn. Sư thái nghĩ xem, sau này nếu bà ta cầm quyền vậy còn làm ra cái gì được nữa? Dương Châu 20 ngày, Gia Định lục đồ nữa đó. Sư thái à, nếu sư thái muốn giết hoàng đế thì cho bằng vào cung giết chết lão bà thái hậu đó đi. Thái hậu xấu xa vậy? Chuyện sao? Chỉ đó là đương nhiên rồi, bà ta xấu xa đến tận xương tủy đó. Hay à, bà ta từng nói là bây giờ Giang Sơn là của Đại Thanh ta thì cũng nên moi hết tổ mộ của 17, 18 đời hoàng đế Minh Triều, sau đó thì chém đầu hết hậu nhân của tên họ Chu. Mụ thái hậu này thật độc ác mà. Đúng vậy. Ta nói với hoàng thượng, nếu ngài thật sự nghe lời thái hậu thì sẽ mất đi lòng người thiên hạ vô cùng. Hoàng thượng vừa nghe thấy là có lý, ngược lại còn muốn ban phát ngân lượng sửa mộ của hoàng đế Đại Minh. Bắt đầu sửa từ mộ của Hồng Võ Gia Gia, sửa đến Sùng Trinh hoàng đế. Còn có Đề Đường Dương, Lỗ Dương, Phúc Dương, Quế Dương đều phải sửa lại hết. Nếu đúng là như vậy, hắn không chỉ không có lỗi, ngược lại còn có công lao to lớn vô cùng. Nếu như lăng tẩm của liệt đại tổ tông hoàng đế Đại Minh đều bị lão y bà đào bới lên. Ê, sư thái, lăng tẩm nhưng còn chưa đào bới mà, sư thái không thể tự tử. Ngươi vẫn còn chút lương tâm, nếu đẩy ta xuống dưới trở về bên cạnh hoàng đế, từ nay đại phú đại quan không phải là rất tốt hay sao? Không, ta là thái giám cũng là bất đắc dĩ thôi. Giống như sư thái nói vậy,
sao ta có thể nhận giặc làm cha được chứ? Nếu như sau này có trùng hợp trở lại bên cạnh hoàng đế, ta nhất định sẽ khuyên ngài ấy làm nhiều hơn những chuyện có lợi cho bá tánh. Nếu như không về được bên ngài ấy thì cũng không sao cả. Tên tiểu tử ngươi cũng hiểu chuyện lắm. Ta muốn đến kinh thành một chuyến, dẫn ngươi đi cùng. Ngươi có bằng lòng hay không? Nếu lúc này mà nói là không đồng ý, bà ta nhất định sẽ giết chết mình. Vì sao ngươi không nói gì đi? Ta buồn quá đi, ta không nói nên lời. Cha mẹ ta chết sớm, ta từ nhỏ chưa từng được ai yêu thương. Sư thái giống như mẹ ta vậy đó. Ăn nói sằng bậy. Ta là người xuất gia. Đúng vậy. Nhưng mà ngươi là hòa thượng, đi cùng ta có vẻ không tiện cho lắm đâu. Sư thái à, ta là hòa thượng giả đó. Sau khi xuống núi thay bộ quần áo, đeo thêm tóc giả thì không phải là hòa thượng nữa. Đợi đã, ngươi nói ngươi là hòa thượng giả, vậy thì thần công hộ thể của ngươi, ngươi làm sao luyện được? Sư thái à, ta nói cho bà một bí mật nha. Thật ra thần công hộ thể của ta cũng là giả đó. Giả sao? Ảo yếm này của ta đau thương bất nhập, thủy quả bất xâm. Ta vốn cũng thấy kỳ lạ, ngươi còn trẻ tuổi vậy, tuyệt đối không thể luyện được thượng thừa như vậy. Tên tiểu tử nhà ngươi cũng thật thà thật đó. Thật ra ta đối với người khác cũng không thật thà gì đâu, nhưng không biết vì sao đối với sư thái bà lại cứ ta nào cậu cũng là thiệt hết. Có lẽ ta thật sự coi bà như là mẹ ruột của mình đó. Đừng có ăn nói sằng bậy đi. Dạ thưa mẹ. À không, dạ thưa sư thái. Đúng rồi sư thái, xưng hô với bà thế nào đây? Pháp hiệu của ta, Cửu Năng. Wow, cái tên có trí tuệ quá đi. Đời người trải qua chín ải kiếp nạn. Pháp hiệu của ta là Hối Minh, tục danh là Di Tiểu Bảo. Cứ tình lâm như vậy rồi không tin tức Tiểu Bảo hay sao hả? Chú cẩn thận. Người đi theo Di đại nhân bao lâu rồi? Bẩm công chúa, chưa đến nửa năm. Ở bên ngoài rồi, không cần câu nể lễ nghĩa. Huống hồ ta thân với Tiểu Bảo như vậy, cũng muốn kết giao bằng hữu với ngươi. Ngươi ngồi xuống trước đi. Tạ ơn công chúa. Tiểu Bảo nói hai người ngày đêm ở bên nhau, bao gồm ngủ cũng ngủ cùng nhau, có đúng vậy không? Tướng công bạn tính dung thích nói đùa, công chúa đừng tin. Ngươi và tướng công của ngươi đúng thật là chưa làm chuyện thích làm sao? Thực ra ta đến hôm qua mới biết tướng công không phải là thái giám. Cái gì? Hôm qua mới biết sao? Người thật lạc hậu quá đi. Hắn chừa tiếng cung, ta đã biết hắn không phải là thái giám rồi. Người nhất định rất muốn biết vì sao ta biết hắn không phải là thái giám, đúng không? Ta sẽ không nói cho người biết đâu. Chuyện này khó nói lắm. Hoàng đế ca ca sủng ái Tiểu Bảo như vậy, không thấy Tiểu Bảo đâu, người xem huynh ấy lo lắng cỡ nào. Dù hoàng đế ca ca muốn Tiểu Bảo là phò mã thì ta cũng thấy không bất ngờ đâu. Nhưng mà với tính cách và địa vị của công chúa, có lẽ sẽ có được hôn phái tốt hơn. Tướng công thường ngày ăn nói lung tung, giống như một đứa nhóc, chàng ấy còn không chững chạc nữa mà. Không cho phép người nói Tiểu Bảo như vậy nha. Dạ. Người là nô tỳ của hắn, càng không cho phép người nói xấu hắn. Sùng Nhi biến lỗi rồi.
Chuyện gì đây? Hoàng đế ca ca, tham kiến hoàng thượng. Kiến Ninh, xong với cô nương từ cứu mạng trẫm, muội không được làm khó cô ấy. Đâu có đâu, bọn muội đang vui đùa lắm mà. Hoàng đế ca ca vừa đến là làm cục hứng liền. Phải rồi, hoàng thượng được hiểu lầm nha, Kiến Ninh công chúa không hề ức hiếp Song Nhi. Vậy thì tốt. Đúng rồi hoàng đế ca ca, có tin tức của Tiểu Bảo không? Chưa hề có. Ôi, làm sao đây? Bây giờ phải làm sao đây? Làm sao đây? Hoàng đế ca ca, quên mau nghĩ cách đi. Ông hoàng thượng, Trần Quang đại sư đến rồi ạ. Ở gì đó Phật. Trần Quang đại sư, trẫm muốn ở lại Thanh Lương Tự thêm vài ngày. Thứ nhất là muốn thỉnh giáo hành chi đại sư. Thứ hai, trẫm còn muốn chờ tin tức cô Tiểu Bảo. Đại thí chủ quật lòng, lão nạp thay mặt. Hồi Bình phương trưởng nhận lời. Được, đến Bình Góc 3000 lượng vàng xây lại Thanh Lương Tự. Lão nạp thay mặt Hồi Bình phương trưởng xin đà tạ. Ta nói nè sư thái, đến kinh thành rồi, tức là đến địa bàn của ta rồi. Chúng ta nên hạ sơn ăn một bữa ngon đi. Sao lại bắt ta leo núi như vậy nữa chứ? Không lẽ bà chơi đường leo núi còn ít núi sao? Đây là Mai Sơn. Mai Sơn. Hình như ta có nghe nói rồi. Đúng, ta nhớ rồi. Tiên sinh đọc sách từng nói Sùng Trinh hoàng đế chính là quy tiên ở Mai Sơn. Vậy chúng ta đang lên thành tâm bái lại. Người ta nói Sùng Trinh hoàng đế là chết với một cái cây dương ra ngoài. Không lẽ là cái cây này sao? Không lẽ sư thái quen Sùng Trinh hoàng đế à? Không lẽ bà ấy giống như Đào cô, đều là cung nữ trong hoàng cung Đại Minh. Biết đâu chừng cũng thân hơn là phi tử của Sùng Trinh. Không đâu, tuổi tác là không đúng. Sư thái à, bà bị sao vậy? Bà có sao không sư thái? Bà có sao không hả sư thái? Từ từ, bà có sao không? Sao rồi? Tiểu Quế Tử. Chúng ta vào cung xem đi. Trà trộn vào cung là sở trường của ta mà. Sư thái à, hay là gì đi, chúng ta xuống núi tìm một nơi để dừng chân đã. Ta thì tìm một bộ y phục thái giám về thay với bà, như vậy thì tiện vô cung rồi. Sao ta có thể mặc y phục thái giám của Triều Thanh được? Vậy bà muốn cải trang thành gì? Ta cứ như vậy mà xông vào cung, xem ai có thể cản được ta. Cũng đúng. Đám thị vệ đó sao có thể cản được sư thái chứ hả? Nhưng mà như vậy đi, bà sẽ đại khai sát giới cả đường vào trong, bà làm gì có cơ hội yên tĩnh ngắm cảnh được chứ. Ngươi nói cũng đúng. Đêm nay xông vào hoàng cung ngươi đừng đi, tránh bị thương. Ngươi có nhớ chưa? Sư thái à, bà lo nghĩ cho ta, ta thật sự là rất cảm động đó. Nhưng mà hãy để Di Tiểu Bảo đi cùng với sư thái vào cung. Hoàng cung đó là nhà của ta, người quen, quen cả địa hình. Gặp đám thị vệ đó, ta nói vài lời là có thể đuổi chúng đi. Bọn chúng tuyệt đối không dám cằn nhằn nửa lời. Bánh bao đâu nè? Cho tôi một cái bánh bao. Được. Nhân sâm tổ yến, ngân nhĩ kim tiền cô. Những đồ ăn quý giá này đều là đồ sư thái thích ăn á. Để lát nữa trở về khách điếm thể hiện tốt tài. Nào chúng ta ngồi đây đi. Tiểu vậy à, cho một thố bánh bao. Được, hay chờ một lát nha. Chúng ta ngồi đây đi. Ngồi đi. Song Nhi, có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau rồi. Không đâu. Quý không cầu phúc lớn mà lớn, cầu giúp cho bá tánh diệt trừ cao bái, nhất định sẽ có phúc báo, nhất định không gặp chuyện gì đâu. Ta thật sự không gặp chuyện hay sao? Thật sự sẽ không gặp chuyện đâu mà. Vậy thì tốt quá. Bánh bao nóng đây. Mới ra lò đây.
Ai? Bảo gia đến rồi à, mời dùng thông thả. Mời dùng thông thả. Sông Nhi, bây giờ muội đang ở đâu? Có lo lắng cho ta hay không? Có khóc hay không? Đừng lo lắng, ta sẽ mau chóng tìm được nàng. Thật muốn nghe thấy Sông Nhi gọi tướng công. Giọng nói đó đúng là âm thanh trên trời. Tướng công! Tướng công! Tướng công! Tướng công! Sông Nhi! Cuối cùng muốn tìm được chàng Sông rồi. Sông Nhi! Tướng công! Nhớ chết mất, ta nhớ đây. Hôm đó tướng công bị bắt đi, hoàng thượng đã phái hết binh mã đi tìm chàng, nhưng mà không hề có tin tức gì. Hoàng thượng nói muốn ở Thanh Lương tự thêm vài ngày nữa tin tức của chàng. Nhưng mà nghĩ liệu tướng công có về kinh thành hay không? Không ngờ lại được gặp chàng ở đây. À, cái người bắt ta đi là một đại nhân vật phản Thanh phục Minh đó. Bà ta võ công cao cường, không dám nói với bà ta muốn trở về bên cạnh hoàng đế. Có cần bộ giúp đỡ không? Không cần đâu, giờ ta đã lo xong bà ta rồi. Bà ta sẽ không làm gì ta đâu. Qua mấy ngày nữa tự bà ấy sẽ đi thôi. Ừ, vậy thì tốt. Sông Nhi à, ta chuyện hôm đó nàng nói tới lúc ở Thanh Lương tự, nàng bảo cho nàng thời gian mấy ngày để suy nghĩ. Bây giờ suy nghĩ xong chưa? Thực ra kiến đình công chúa vẫn luôn lo lắng cho chàng. Cô ấy không biết tin tức của chàng, cứ khóc suốt. Có phải cô ta đã nói gì với nàng hay không? Cô ấy nói hoàng thượng rất quý mến tướng công, có khả năng sẽ cho tướng công làm phò mã gia. Sông Nhi, bất luận công chúa có nói gì với nàng, nàng đừng có nghe theo nghe chưa. Cứ cho là cơn gió vào từ tay trái qua tay phải, quên sạch sẽ hết đi. Ta còn lo mới vì cái chiếc phò mã gia gì đó mà bán đứng bản thân. Ta muốn lấy người yêu của mình làm thê tử, người đó chính là nàng đó, Sông Nhi à. Tướng công, Sông Nhi muốn về nhà một chuyến. À, đúng rồi, vì sao mà ta quên được. Đại sự chung thân, nhất định phải hỏi ý kiến của mẹ mà. Ta đi chuẩn bị ngựa. Bây giờ nàng lên đường đi, trong 3 ngày nhất định sẽ về đến kinh thành. Buổi tối 3 ngày sau nàng đến Thiên Hương lầu đi, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Wow. Sư Thái à, sao lại có mật đảo ở đây này? Hay là trước đây bà... Sư Thái à, có phải bà có quen biết một người tên là Đào Hồng Anh hay không? Đào Hồng Anh? Đúng vậy, bà ấy nói trước đây đã từng hầu hạ trưởng công chúa của Sùng Trinh hoàng đế đó. Bà ấy ở đâu? Mau, mau giữ tay gặp bà ấy đi. Sư Thái à, mau đi theo ta, đi theo ta. Mời mời. Cô. Cuối cùng con cũng tới. Mấy ngày đây, ta đều đến đây, chỉ hy vọng có thể sớm nhìn thấy cái bản đề. Cô, có người muốn gặp cô. Ai vậy? Hồng Anh, ngươi còn nhớ ta không? Ừ.
mà là công chúa. Bà là công chúa. Công chúa. Cả đời này đô tiện có thể gặp lại công chúa, dù đô tiện có chết cũng không còn tiếc nuối gì. Mấy năm nay ngươi vẫn luôn trốn trong cung sao? Phải. Nghe Tiểu Bảo nói ngươi từng hành thích lão thái hậu, làm rất tốt, nhưng làm khó ngươi rồi. Công chúa là thân giả kim, không nên đứng lâu ở đây để đô tỳ hộ tống công chúa xuất cung. Ta muốn đến Ninh Thọ cung một chuyến. Ninh Thọ cung mà, ta quen lắm đó. Bây giờ là muội muội của hoàng đế Kiến Ninh công chúa đang sống ở đó. Lúc này chắc cô ấy không có ở trong cung đâu, ta dẫn hai người đi đi ha, không có gì ngại đâu. Hôm đó Lý Tự Thành công phá vào thành, sùng trinh hoàng gia sợ công chúa bị sỉ nhục, cầm kiếm rồi giết công chúa. Kết quả đã chặt đứt tay của bà ấy. Ta cũng là trong lúc hỗn loạn ngã ở bậc đá cướp đi. Lúc ta tỉnh lại thì đã không thấy hoàng gia và công chúa đâu. Vì công chúa này cũng xin tính hiếu võ sao? Cô ấy à, cô ấy võ công kém lắm, chỉ là muốn biểu diễn cho kiểu nhân vật hành hạ người khác thôi. Ngoài chuyện đó ra, cô ấy cũng chưa từng làm chuyện gì xấu cả. Lần sau chúng ta gặp được cô ấy, có thể không còn giết cô ấy đâu. Trong hoàng cung này, kẻ xấu xa nhất chính là thái hậu đó. Chúng ta phải giết thái hậu trước. Nếu như có thể bắt được lão thái hậu đó, ép bà giao mấy quyển kinh thư ra, thì có thể làm đứt long mạch của triều Thanh. Kinh thư? Kinh thư gì chứ? Long mạch của triều Thanh? Công chúa, chuyện là như vậy. Tám quyển kinh thư này, nếu đúng là ẩn giấu bí mật lớn như vậy, có thể phá được long mạch của triều Thanh thì đúng là tốt rồi. Hồng Anh, ngươi cùng ta về khách điếm, đợi lão thái hậu đó trở về chúng ta lại vào cung. Dạ. Tiểu Bảo. Có. Đi thôi. Thật là không chịu nổi, khắp núi đều là hòa thượng ni cô, muốn ăn đùi dê nướng cũng không được, phiền chết đi được mà. Công chúa không từ mà biệt, hoàng thượng và thái hậu không biết liệu có nổi giận hay không. Nổi giận thì nổi giận đi, ta không lo được nhiều như vậy. Người đó xem Song Nhi đã sớm lủi đi mất, liệu cô ta có phải là có tin tức của Tiểu Bảo không? Sau đó cố ý không cho chúng ta biết, tự chạy về đây đoàn tụ với Tiểu Bảo. Nô tỳ không biết. Công chúa, đây là gì vậy? Khó coi như vậy, nhất định là Tiểu Bảo vẽ. Nhưng mà chúng ta vừa hỏi thì vệ, nói gì đại nhân vẫn chưa hồi cung. Vậy cái này là ai vẽ đây? Vì công chúa không ở đây, ai giúp tùy tiện vào đây chứ? Tiểu Bảo của ta nhất định là bị thích khách giết hại rồi. Sau đó linh hồn của chàng ấy về nên thọ cung cho ta biết mà. Chàng ấy bị quỷ bắt đi rồi, người nói đi, có phải không hả?
Công chúa, cô đừng giận buồn bã. Hoàng thượng đã phái đội nhân mã lùng tìm rồi, nhất định sẽ có tin tức của Di đại nhân. Có tin tức gì đây? Biết đâu chừng đến lúc đó tìm thấy chính là thi thể của Tiểu Bảo rồi. Công chúa, cô tuyệt đối đừng khóc đến bơ phờ mặt mũi. Di đại nhân quay về sẽ muốn thấy cô xinh đẹp mà. Người thấy ta hôm nay có xinh đẹp hay không hả? Ê, có thể làm cho nó được không hả? Mày hết qua ra nói cho ta. À, được. Nghe nó. Đặt xuống cái cho. Mình là người đại hiện của Bảo Gia chúng ta đó. Bảo Gia, cậu đến rồi sao? Cậu xin ta muốn đi nghe có được hay không? Cậu phải hài lòng chứ. Thôi, vất vả rồi, cầm lấy đi. Bảo Gia, cậu đúng là phụ mẫu tái sinh của vua bác ta đó. Lời của cậu đáng giá một nghìn vàng. Cậu thưởng cho ta. Mẹ mà ta cần, ngươi chuẩn bị xong chưa? Mẹ, Bảo Gia cậu yên tâm, ta đã chuẩn bị xong hết cho cậu rồi. Bọn họ một chút nữa sẽ đến đây. Bảo Gia, ta còn mà một đám bằng hữu tam giáo cửu lưu trên giang hồ. Đến lúc đó bọn họ đều sẽ giúp cậu hãnh diện hết, đều đến uống rượu mừng của cậu. Đây là bằng hữu thân thiết của cậu hết. Thấy diện càng lớn thì càng chứng minh là quá biết rộng có đúng không? À, được. Còn nữa, hả? Ta, trang phục của ta đó đã mời một vị tam thúc công đức giao trọng vọng để chủ trì đại lễ cho cậu. Như vậy thì thể diện càng thêm lớn hơn. Cũng được, như vậy đi. Ngươi cũng ăn mặc hòa hào nhán cho ta. Đúng. Chắc chắn hoành tráng, cậu yên tâm đi. Còn nữa, ngươi giúp ta viết một lá thư. À được. À, là như vậy. Hôm lễ này của ta vì sao lại tổ chức gấp như vậy? Đến cả cha mẹ ruột của ta cũng không kịp thông báo cho họ, là bởi vì có một vị cô nương xấu xí đã yêu ta. Cô ấy nói trừ khi ta bái đường thành thân trước, nếu không cô ấy sẽ không tha cho ta đâu. Cô nương nhà ai vậy? Sao lại vô lấy vậy chứ? Có cần ta? À, được rồi. Như vậy đi, người giúp ta viết như thế này. Cứ nói người trong lòng ta yêu nhất là Song Nhi, chứ không phải là cô. Được. Đại đáp hả? Như vậy thì không hợp lý lắm. Người cứ nói hôm nay ta bái đường thành thân, mời cô ấy đến uống rượu mừng. À, khoan nè, như vậy cũng không thích hợp lắm. Bảo Gia, thật ra ý cậu nói tiện nhân đã hiểu hết rồi. Không phải là một viết một bức thư đoạn tình sao, để cô gái xấu xí đó tưởng rằng cậu sẽ không thân thiết với cô ta nữa. Ta sẽ viết Bảo Gia bọn ta tài qua đã có chủ, cô muốn có tình ý khác với Bảo Gia bọn ta, thì cô gái xấu xí như cô, trừ phi là trên trời rơi đau xuống, hoàng gà cháy ngược dòng, nếu không thì vô vọng thôi. À, đúng, đúng rồi đó. À, vậy Bảo Gia, ta làm chủ nha. Hay, được đó. Lấy cái này đi. Đều là vừa hái đó. À, quả này cũng được, vừa hái hết đó. Lấy quả này đi. Yeah. Thân thủ không tồi. Nè. Lắc nghe. Ta nói gì hơn chủ nè. Cậu chỉ nói là mua hoa quả, cũng không nói là hôm nào. Ta đã mua hoa quả có tuần rồi. Xin lỗi. Cũng do là nhất thời bận rộn, ở trong cung nghe ngóng tin tức mà. À, ông chủ tiền, có chuyện cần phiền ông giúp tay đó. Nè, ta có một bức thư phiền huynh gửi đến thượng tiền giám, giao cho thái ban thái giám, rồi bảo thái ban thái giám đem đến Ninh Thọ cung đưa cho hỷ tước hỷ tỷ. À, đúng rồi, huynh phải đặc biệt dặn dò cậu ấy, cứ nói đây là nhiệm vụ bí mật của Quế công công, không được tiết lộ đâu.
bãi giá Thiên Hương Lầu. Dạ. Bảo gia, chúc mừng Bảo gia, chúc mừng Bảo gia. Con người đúng là có hỷ sự rất hồng hào hơn. Bảo gia, con này. Gì này? Gì này chính là Tam Thúc Công Đức cháu vọng trọng ở thôn bọn ta. Chú trời đại lý cho cậu đó. Xin chào Tam Thúc Công, xin chào Tam Thúc Công. Chào. Chào Bảo gia. Còn gì hai gì này nè, hai gì này là cha mẹ từ khi sinh ra cậu chưa gặp bao giờ. Cha. Con trai ngoan. Thì ra trong cha như vậy sao? Cô tin cha dứt dở lắm đó. Con trai ngoan, con cần tìm ta sao? Con phải cho Vũ Châu sao? Bảo gia, ta đã nói hết diễn biến với họ trước đó rồi. Những gì cần nói không nên nói, những gì cần làm không nên làm. Đều đã tập xong hết rồi. Bảo đảm cho ả xấu xí đó không nhìn ra chút sơ hở nào đâu. À, yên tâm đi. Đúng là dụng tâm dứt dở. Lát nữa có thưởng. À, nghe thấy chưa? Con cứ mong đa tạ Bảo gia đi. Ta hiện tâm có thưởng. Đa tạ Bảo gia. Đa tạ Bảo gia. Đa tạ. Chúc mừng Bảo gia. Chúc mừng. Quan nghênh. Chúc mừng Bảo gia. Chúc mừng nha. Chúc mừng. Chúc mừng. Chúc mừng Bảo gia. Đại hỷ, đúng rồi. Đại hỷ. Chúc mừng. Đại hỷ á nha, đúng rồi, náo nhiệt quá. Chúc mừng Bảo gia nha. Náo nhiệt quá. Bảo gia, tân lương đến rồi. Chúc mừng. Chúc mừng. Đáo nhiệt thiệt. Ở đúng đó, tân lương đẹp quá trời, xinh đẹp quá. Tân lương không phải là cậu ấy. Hả? Không phải sao? Không phải hả? Trời ơi, cái gì vậy? Bảo gia, không phải cậu nói cậu ấy xấu xí bắt rồi còn sao? Ta thấy con gái đó, dung nhan quan quý. Ta nghĩ gọi là tân lương. Xin lỗi nghe. Cô ta chính là quả xấu xí mà ta nói đó. Không phải bao giờ. Thậm chí của cậu cao quá đó. Cậu ấy chính là ả xấu xí. Bắt lấy cậu hay sao? Ả xấu xí hả? Đúng đó. Đâu có xấu gì đâu. Đẹp quá trời luôn. Hùng dữ dữ vậy. Di Tiểu Bảo, người ức hiếp người quá đáng. Hôm nay tốt nhất người nên thuận lợi bái đường cho ta. Nếu không ta sẽ cho người biết tay. Cha, hung dữ thiệt. Ta biết rồi. Hôm nay bảo cô tới đây xem đúng là rất khó coi. Nhưng mà sao là ca bị cô ép đó? Không phải cô là bái đường thành thân trước, cô mới bỏ cuộc sao? Trời, cô đưa gà. Ta chỉ làm như vậy thôi. Cô xinh đẹp như vậy, không lẽ cô sợ con gái đi nổi hay sao? Đừng có bán cho con trai người ta nữa. Hay trời ơi. Con trai muốn tìm thì đừng có mình yêu. Như vậy em mới phải rồi. Đúng đó. Đúng rồi. Đa tạ cha mẹ. Đa tạ Tam Thúc Công Công. Đa tạ. Không cần khách sáo. Không cần khách sáo. Thì tức tỷ, phiền tỷ hầu hạ tiểu thư nhà tỷ ngồi vào chỗ đi. Bao gia. Bên ngoài cứ bồng khoai mã đến. Cái mong chị cô đứng ngồi trên. Chính là cô ấy. Tân Đương đến rồi sao? Ra xem Tân Đương có xinh đẹp không. Ra đi tiểu thư. Đừng nói gì hết. Mau, thổi đi. Đến rồi, xong gì ạ? Sao mỗi giờ mới tới? Mau, đi phụ quan. Ta sắp bái đường rồi. Xong rồi, cái gì mà? Ôi, hoa cần gì sao? Ây da, dù sao mới hoa từng quay là bái đường xong rồi động phòng chúng ta nói sao? Chúng ta có thời gian cả đêm mà, từ từ mà nói. Nhưng có vài lời phải nói ngay bây giờ. À, ta biết rồi. Nàng nhất định là muốn dặn ta sau khi thành thân không được nói chuyện với người phụ nữ khác, không được nhìn cô khác, chỉ được đối xử tốt với một mình nàng thôi, đúng không? Không sao, ta bằng đồng hết. Không phải những lời đó. Tướng công, chạy đi theo muội đi. Song Nhi. Tướng công, Song Nhi không thể bái đường cùng chàng rồi. Mẹ nàng không bằng lòng mà. Thực ra mấy ngày đây muội không hề về nhà. Muội ngồi một mình đã nghĩ rất nhiều. Tướng công mặt nào cũng tốt, có nghĩa khí, trọng tình nghĩa. Đối với Song Nhi càng là chăm sóc hết mực. Nhưng Song Nhi cho rằng tướng công không phải là phu quân lý tưởng của muội đâu. À, ta biết rồi. Ban đầu mẹ nàng tặng nàng cho ta là để làm áo quan,
Nhưng bây giờ trong nhà người giàu có, nha hoàng bây giờ lên cao làm thượng hoàng là điều dĩ nhiên. Thân phận cao không có nghĩa là câu ca xinh đẹp, thông minh, hiền đức hơn người khác. Trong cung đã có nô tỳ xinh đẹp hơn chủ tử mà. Phu nhân tặng nàng cho ta, chuyện này là do ta quyết định. Từ bây giờ trở đi, nàng chính là thê tử của ta, không phải là nha hoàng nữa. Được chưa hả? Được. Nếu như tướng công cứ đòi lấy Song Nhi không dám chống đối. Nhưng mà nếu như ép Song Nhi gả cho một người mà bản thân mình không yêu, có phải là ép uổng người ta hay không? Nàng nói cái gì? Nàng không yêu ta? Phải. Muội không yêu chàng. Phong thái sống của chàng không hay, không thích tấm, nói chuyện lòng vòng. Muội không hề hiểu được câu nào của chàng là thật, câu nào là giả. Nếu làm đô tiền của chàng, muội có thể mất nhắm mắt mở. Nhưng nếu như gả vô làm thê tử cho chàng, Song Nhi không tài nào chịu nổi. Chuyện này sao lại có thể gì được Song Nhi? Nàng lừa ta có phải không? Sao nàng có thể nói được như vậy hả? Nàng nhìn ta đi, nhìn ta đi, nhìn ta đi. Sao nàng lại nói như vậy được? Nàng yêu ta mà có đúng không?相守。